Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 24. Đoạn, David đi lên khỏi đó, ngủ tại trong đồn En-Gedi. Khi Saul đuổi theo dân Philistine trở về rồi, có người đến nói cùng Saul rằng, kìa, David ở trong đồng vắng En-Gedi. Saul bèn đem 3.000 người chọn trong cả dân Israel, kéo ra đi kiếm David và những kẻ theo người, cho đến các hòn đá của dê rừng. Saul đi đến gần chuồng chiên ở trên đường. Tại đó có một hang đá. Saul bèn vào đó đặng đi tiện. Vả, David và bọn theo người ở trong cùng hang. Những kẻ theo David nói cùng người rằng, này là ngày mà Đức Giê-hô-va có phán cùng ông, ta sẽ phó kẻ thù nghịch ngươi vào tay ngươi. Hãy xử người tùy ý ông. Nhưng David đứng dậy, cắt trộm vạt áo tơi của Saul. Đoạn, lòng người tự trách về điều mình đã cắt vạt áo tơi của vua. Người nói cùng các kẻ theo mình rằng, nguyện Đức Giê-hô-va chớ để ta phạm tội cùng Chúa ta là kẻ chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va mà tra tay trên mình người, vì người là kẻ chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va. David nói những lời ấy quở trách các kẻ theo mình mà ngăn cản chúng xông vào mình Saul. Saul đứng dậy ra khỏi hang đá và cứ đi đường mình. Đoạn, David cũng trỗi dậy đi ra khỏi hang đá gọi Saul mà nói rằng, hỡi vua chúa tôi. Saul ngó lại sau mình thì David cúi mặt xuống đất mà lại. David nói cùng Saul rằng, nhưng sao vua nghe những lời của kẻ nói rằng David kiếm thế làm hại vua? Kìa, hãy xem, chính mắt vua có thể thấy được rằng ngày nay trong hang đá, Đức Giê-hô-va đã phó vua vào tay tôi. Có người biểu giết vua, nhưng tôi dâng thứ cho vua mà rằng, ta không tra tay trên mình Chúa ta, vì người là đấng chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va. Vậy cha ơi, hãy xem cái vạt áo tơi cha mà tôi cầm trong tay. Bởi vì tôi có vạt áo tơi của cha mà không giết cha, thì nhân đó khá biết và nhận rằng nơi tôi chẳng có sự ác hoặc sự phản nghịch, tôi chẳng có phạm tội gì với cha. Còn cha lại săn mạng sống tôi để cất nó đi. Đức Giê-hô-va sẽ đoán xét giữa cha và tôi. Đức Giê-hô-va sẽ báo thù cha cho tôi, nhưng tôi không tra tay vào mình cha. Như câu cổ ngữ nói, sự ác do kẻ ác ra, nhưng tay tôi sẽ không đụng đến mình cha. Vua Israel kéo ra đánh ai? Cha đuổi theo ai? Một con chó chết, một con bỏ chét. Thế thì Đức Giê-hô-va sẽ làm quan xét, sẽ đoán xét cha và tôi. Ngài sẽ xem xét binh vực cớ lý tôi và xử cách công bình mà giải cứu tôi khỏi tay cha. Khi David nói xong các lời này thì Saul đáp rằng, hỡi David con ta, có phải tiếng con chăng? Saul cất tiếng lên khóc nói cùng David rằng, con thật công bình hơn cha, vì con có lấy điều thiện mà báo điều ác cha đã làm cho con. Ngày nay, con đã tỏ ra con lấy điều thiện đối cùng cha, vì Đức Giê-hô-va đã phó cha vào tay con, song con không có giết cha. Khi người nào gặp kẻ thù nghịch mình, há để cho nó đi bình yên vô sự sao? Nguyện Đức Giê-hô-va lấy điều thiện báo cho con về sự con đã làm cho cha ngày nay. Quả hẳn, ta biết rằng con sẽ làm vua, và nước Israel sẽ bền lâu ở trong tay con. Vậy bây giờ, hãy nhân danh Đức Giê-hô-va thề cùng ta rằng, con sẽ chẳng diệt dòng dõi ta và chẳng hủy danh ta khỏi nhà tổ phụ ta. David lập lời thề cùng Saul. Saul bèn trở về nhà mình, còn David và các kẻ theo người trở lên nơi đồn. Chương 25. Kế ấy, Samuel qua đời. Cả Israel nhóm lại đặng than khóc người, rồi chôn người trong nhà người tại Rama.
David bèn đứng dậy đi xuống đồng vắng Pharan. Vả có một người ở Maôn, còn sản nghiệp nó thì ở Cạc-mên. Người rất giàu, có 3.000 chiên và 1.000 dê. Người đang ở Cạc-mên đặng hớt lông chiên mình. Người này tên là Na-banh và vợ là Abigail. Vợ thì thông minh tốt đẹp, còn chồng thì cứng cỏi hung ác, thuộc về dòng Caleb. David ở trong rừng hay rằng Na-banh hớt lông chiên, bèn sai 10 gã trai trẻ đi mà dặn rằng: "Hãy đi lên Cạc-mên tìm Na-banh, nhân danh ta chào người và nói rằng: nguyện ông được bình yên, nguyện nhà ông cũng được bình yên, phàm vật gì thuộc về ông đều được bình yên. Và bây giờ, tôi có hay rằng ông có những thợ hớt lông chiên. Trong lúc các kẻ chăn chiên ông ở gần chúng tôi chẳng hề khuấy khuất chúng nó, và trọn hồi chúng nó ở tại Cạc-mên chẳng có thiếu mất gì hết. Hãy hỏi tôi tới ông về điều đó, chúng nó sẽ nói cùng ông. Vậy, xin các cả trai trẻ được ơn trước mặt ông, vì chúng tôi đến trong ngày tốt lành. Hễ tay ông tìm thấy vật gì, hãy ban cho các tôi tớ ông và cho con ông là David." Vậy, các gã trai trẻ của David đi đến và nhân danh David lặp lại cho Na-banh mọi lời ấy, đoạn nín lặng. Nhưng Na-banh đáp cùng các tôi tớ David rằng: "Ai là David, ai là con trai của Isai? Những tôi tớ trốn khỏi chủ mình, ngày nay lấy làm đông thay. Lẽ nào ta sẽ lấy bánh, nước và thịt ta dọn sẵn cho các thợ hớt lông chiên mà cho những kẻ chẳng biết ở đâu đến sao?" Những gã trai trẻ của David thối đường trở về. Đến nơi, chúng nó thuật lại các lời ấy cho David nghe. David bèn nói cùng các người theo mình rằng: "Mỗi người trong chúng ta hãy đeo gươm mình." Chúng đeo gươm mình và David cũng đeo gươm của người. Ước chừng 400 người đi lên theo David, còn 200 người ở lại giữ đồ vật. Có một đứa đầy tớ báo tin cho Abigail vợ của Na-banh rằng: "David có sai những sứ giả từ đồng vắng đến chào chủ chúng tôi, nhưng Na-banh ở gắt góng cùng họ. Song trọn lúc chúng tôi ở gần những người ấy tại trong đồng, thì họ rất tử tế cùng chúng tôi. Chúng tôi không bị khuấy khuất và chẳng thiếu mất vật chi hết. Bao lâu chúng tôi ở gần các người đó, lo chăn bầy chiên chúng tôi, thì ngày và đêm họ dường như tường che cho chúng tôi. Vậy bây giờ, khá xem xét điều bà phải làm, vì đã định giáng tai họa trên chủ chúng tôi và trên cả nhà người. Chủ dữ quá, không có ai nói cùng người được." Abigail vội vàng lấy 200 ổ bánh, 2 bầu da rượu nho, 5 con chiên được nấu chín, 5 đấu hột rang, 100 bánh nho khô và 200 bánh trái vả khô chất trên lưng lừa. Đoạn người nói cùng các tôi tớ rằng: "Hãy đi trước ta, ta sẽ đi theo các ngươi." Nhưng nàng không nói chi hết cùng Na-banh chồng mình. Nàng cởi lừa đi xuống theo một con đường có núi bao phủ, thì David và những kẻ theo người cũng xuống đụng mặt nàng. Nàng bèn gặp các người đó. Vả David có nói rằng: "Vậy thật lấy làm luống công cho ta đã gìn giữ mọi vật của người này có trong đồng vắng, đến nỗi chẳng thiếu mất gì hết. Còn hắn lại lấy oán trả ơn. Nguyện Đức Chúa Trời xử kẻ thù nghịch của David thật cho nặng nề. Từ đây đến mai, phàm vật gì thuộc về Na-banh, ta sẽ chẳng để còn lại vật nhỏ hơn hết." Khi Abigail thấy David, liền lật đật xuống lừa mình và sắp mình xuống đất tại trước mặt David mà lại. Vậy nàng phục dưới chân người mà nói rằng: "Lạy Chúa, lỗi về tôi, xin cho phép con đòi ông nói trước mặt ông, xin hãy nghe các lời của con đòi ông. Xin Chúa chớ kể đến người hung ác kia là Na-banh, vì tánh hắn thật hiệp với nghĩa tên hắn là Na-banh, và nơi hắn có sự điên dại. Còn tôi là con đòi Chúa, chẳng có thấy những người Chúa đã sai đến. Bây giờ, Đức Giê-hô-va đã ngăn Chúa đến làm đổ huyết ra và lấy chính tay mình mà báo thù. Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và mạng sống của Chúa mà thề: nguyện các thù nghịch Chúa và kẻ tìm hại Chúa đều như Na-banh. Và bây giờ, này là lễ vật mà con đòi Chúa đem đến dâng cho Chúa để phát cho các người đi theo sau. Xin hãy tha lỗi cho con đòi Chúa. Đức Giê-hô-va quả hẳn sẽ lập nhà Chúa được bền lâu, vì Chúa đánh giặc cho Đức Giê-hô-va, và trọn đời Chúa sẽ chẳng tìm thấy một sự ác nơi Chúa. Nếu có ai dấy lên đặng bắt bớ và hại mạng sống Chúa, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Chúa sẽ gìn giữ mạng sống của Chúa
trong bọc những người sống. Còn mạng sống của kẻ thù nghịch Chúa, Đức Giê-hô-va sẽ ném ra xa như khỏi trành ném đá vậy. Khi Đức Giê-hô-va đã làm cho Chúa tôi mọi sự lành mà Ngài đã hứa, và khi Ngài đã lập người làm đầu của Israel, thì ước gì Chúa tôi không phàn nàn và không bị lòng cắn rứt vì đã vô cớ làm đổ máu ra và báo thù cho mình. Lại khi Đức Giê-hô-va đã làm ơn cho Chúa tôi, nguyện Chúa nhớ đến con đòi của Chúa. David đáp cùng Abigail rằng: Đáng ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel vì đã sai ngươi đến đón ta ngày nay. Đáng khen sự khôn ngoan ngươi và chúc phước cho ngươi vì ngày nay đã cản ta đến làm đổ huyết và ngăn ta dùng chính tay mình mà báo thù cho mình. Nhưng ta chỉ Giê-hô-va Đức Chúa Trời hằng sống của Israel là đấng đã cản ta làm điều ác mà thề rằng: Nếu nàng không vội vàng đến đón ta, thì đến sáng mai, phàm vật gì thuộc về Na-ban sẽ chẳng còn lại vật mọn hơn hết. Vậy, David nhận lễ vật do nơi tay nàng đem đến cho người và nói rằng: Hãy trở lên nhà ngươi bình an. Hãy xem, ta đã nghe theo tiếng ngươi và tiếp ngươi tử tế. Khi Abigail trở về cùng Na-ban, thì Na-ban đang ăn tiệc trong nhà mình, thật như yến tiệc của vua vậy. Na-ban có lòng vui vẻ và say lắm. Abigail không tỏ cho người biết điều gì hoặc cần kiếp hay chăng cho đến khi sáng. Nhưng sáng mai, khi Na-ban đã giả say rồi, vợ người thuộc lại hết, lòng người bèn kinh hoảng trở thành như đá. Cách chừng 10 ngày sau, Đức Giê-hô-va đánh Na-ban và người chết. Khi David hay Na-ban đã chết thì nói rằng: Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay, vì đã xử đoán sự sỉ nhục mà tôi bị bởi Na-ban và đã giữ tôi tới ngày khỏi làm điều ác. Đức Giê-hô-va đã khiến sự hung ác của Na-ban đổ lại trên đầu hắn. Đoạn, David sai người đến hỏi Abigail làm vợ mình. Những tôi tớ David đến tìm Abigail tại Cạc-mên mà nói rằng: David sai chúng tôi đến cùng nàng vì người toan lấy nàng làm vợ. Nàng bèn trỗi dậy, sắp mình xuống đất mà nói rằng: Này con đòi của Chúa sẽ làm tôi mọi Chúa, đặng rửa chân các tôi tớ của Chúa tôi. Đoạn Abigail vụt đứng dậy cởi lừa mình, có 5 con đòi đồng theo mà đi với các sứ giả của David đặng làm vợ người. David cũng có cưới Ahinoam ở Gitreen và cả hai đều làm vợ người. Vả, Saul đã gả Mi-canh con gái mình và là vợ của David cho Phan-ti, con trai của La-ít người Galim. Chương 24. Khi Đức Chúa Giê-xu ra khỏi đền thờ, đang đi thì môn đồ đến gần để chỉ cho Ngài xem các nhà thuộc về đền thờ. Ngài phán rằng: Các ngươi có thấy mọi điều đó chăng? Quả thật ta nói cùng các ngươi, đây sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn khác mà không bị đổ xuống. Ngài đang ngồi trên núi Olive, môn đồ tới riêng cùng Ngài và nói rằng: Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra, và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi, vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng ta là Đấng Christ, và sẽ dỗ dành nhiều người. Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc. Hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến, song chưa là cuối cùng đâu. Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia. Nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất, song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại. Bây giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi. Các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. Khi ấy, cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào trước cám dỗ, phản nghịch nhau và ghen ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều, thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lật. Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến, khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh mà đấng tiên tri Daniel đã nói. Ai đọc phải để ý.
thì ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trên mái nhà đừng xuống chuyên của cải trong nhà, và ai ở ngoài ruộng đừng trở về lấy áo mình. Đang lúc đó, khốn khó thay cho đàn bà có mang và đàn bà cho con bú. Hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh nhằm lúc mùa đông hay là ngày Sa-bát, vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau này cũng không hề có nữa. Nếu những ngày ấy không giảm bớt thì chẳng có một người nào được cứu, song vì cớ các người được chọn thì những ngày ấy sẽ giảm bớt. Khi ấy nếu có ai nói với các ngươi rằng kìa Đấng Christ ở đây hay là ở đó thì đừng tin, vì nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên làm những dấu lớn phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. Này, ta đã bảo trước cho các ngươi. Vậy, nếu người ta nói với các ngươi rằng, này, Ngài ở trong đồng vắng thì đừng đi đến, này, Ngài ở trong nhà thì đừng tin. Vì, như chớp phát ra từ phương Đông, nhán đến phương Tây, thì sự có người đến sẽ cũng thế ấy. Nơi nào có xác chết, thì những chim ó sẽ nhóm tại đó. Sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua, thì mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống, và thế lực của các tầng trời rung động. Khi ấy, điềm con người sẽ hiện ra ở trên trời. Mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực và thấy con người lấy đại quyền, đại vinh ngự trên mây trời mà xuống. Ngài sẽ sai thiên sứ mình, dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời này cho đến tận phương kia. Hãy nghe lời ví dụ về cây vả. Vừa lúc nhành non, lá mới đâm thì các ngươi biết mùa hạ gần tới. Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy khá biết rằng con người gần đến, Ngài đang ở trước cửa. Quả thật ta nói cùng các ngươi, dòng dõi này chẳng qua trước khi mọi điều kia chưa xảy đến. Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi. Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả. Thiên sứ trên trời hay là con cũng vậy, song chỉ một mình cha biết mà thôi. Trong đời Noe thế nào, khi có người đến cũng thế ấy. Vì trong những ngày trước nước lụt, người ta ăn, uống, cưới gả như thường, cho đến ngày Noe vào tàu, và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy. Khi có người đến cũng như vậy. Lúc ấy sẽ có hai người nam ở trong một đồng ruộng, một người được đem đi, còn một người bị để lại. Và có hai người nữ đương say cối, một người được đem đi, còn một người bị để lại. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Hãy biết rõ, nếu người chủ nhà đã hay cách nào kẻ trộm sẽ đến thì tỉnh thức, không để cho đào ngạch nhà mình. Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà người chủ đặt cai trị đầy tớ mình đặng cho đồ ăn đúng giờ? Phước cho đầy tớ đó khi chủ đến thấy làm như vậy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ đặt kẻ ấy coi sóc cả gia tài mình. Nếu trái lại là một đầy tớ xấu, nó nghĩ thầm rằng chủ ta đến chậm, bèn đánh kẻ cùng làm việc với mình và ăn uống với phường say rượu, thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ và giờ nó không biết. Chủ sẽ đánh xé xương và định phần nó đồng với kẻ giả hình. Đó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Chương 25. Khi ấy, nước thiên đàng sẽ giống như 10 người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể. Trong các nàng đó có 5 người dại và 5 người khôn. Người dại khi cầm đèn đi thì không đem dầu theo cùng mình, song người khôn khi cầm đèn đi thì đem dầu theo trong bình mình. Vì chàng rể đến trễ nên các nàng thấy đều buồn ngủ và ngủ gục. Đến khuya có tiếng kêu rằng, kìa chàng rể đến, hãy đi ra rước người. Các nữ đồng trinh bèn thức dậy cả sửa soạn đèn mình. Các người dại nói với các người khôn rằng, xin bớt dầu của các chị cho chúng tôi vì đèn chúng tôi gần tắt. Nhưng các người khôn trả lời rằng, không, e chẳng đủ cho chúng tôi và các chị, thà các chị hãy đi đến người bán dầu mà mua. Song trong khi họ đang đi mua thì chàng rể đến. Kẻ nào trực sẵn thì đi với người cùng vào tiệc cưới và cửa đóng lại.
chập lâu những người nữ đồng trinh khác cũng đến và xin rằng: Hỡi Chúa, hỡi Chúa, xin mở cho chúng tôi. Nhưng người đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày, cũng không biết giờ. Vả, nước thiên đàng sẽ giống như một người kia, khi đi đường xa, gọi các đầy tớ mà giao của cải mình. Chủ đó cho người này 5 talân, người kia 2, người khác 1, tùy theo tài mỗi người. Đoạn, chủ lên đường. Tức thì người đã nhận 5 talân đi làm lợi ra và được 5 talân khác. Người đã nhận 2 talân cũng vậy, làm lợi ra được 2 talân nữa. Xong người chỉ nhận 1, thì đi đào lỗ dưới đất mà giấu tiền của chủ. Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về, khiến họ tính sổ. Người đã nhận 5 talân bèn đến đem 5 talân khác nữa và thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa đã cho tôi 5 talân. Đây này, tôi làm lợi ra được 5 talân nữa. Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Người đã nhận 2 talân cũng đến mà thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa đã cho tôi 2 talân. Đây này, tôi đã làm lợi ra được 2 talân nữa. Chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Người chỉ nhận 1 talân cũng đến mà thưa rằng: Lạy Chúa, tôi biết Chúa là người nghiêm nhặt, gặt trong chỗ mình không gieo, lượm lạc trong chỗ mình không rải ra, nên tôi sợ mà đi giấu 1 talân của Chúa ở dưới đất. Đây này, vật của Chúa, xin trả cho Chúa. Song chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ dữ và biến nhát kia, ngươi biết ta gặt trong chỗ ta không gieo và lượm lạc trong chỗ ta không rải ra, vậy thì ngươi phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc, rồi khi ta trở về sẽ lấy vốn và lời. Vậy các ngươi hãy lấy 1 talân của người này mà cho kẻ có 10 talân, vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ dư dật, nhưng kẻ nào không có thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Khi con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài. Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người này với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra, để chiên ở bên hữu và dê ở bên tả. Bây giờ vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: Hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn; ta khát, các ngươi đã cho ta uống; ta là khách lạ, các ngươi tiếp trước ta; ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta; ta đau, các ngươi thăm ta; ta bị tù, các ngươi viếng ta. Lúc ấy người công bình sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói mà cho ăn hoặc khát mà cho uống? Lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước hoặc trần truồng mà mặc cho? Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau hoặc bị tù mà đi thăm viếng Chúa? Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ nó. Vì ta đã đói, các ngươi không cho ăn; ta khát, các ngươi không cho uống; ta là khách lạ, các ngươi không tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi không mặc cho ta; ta đau và bị tù, các ngươi không thăm viếng. Đến phiên các người này bèn thưa lại rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa hoặc đói hoặc khát hoặc làm khách lạ hoặc trần truồng hoặc đau ốm hoặc bị tù mà không hầu việc Ngài ư? Ngài sẽ đáp lại rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này, ý là các ngươi cũng không làm cho ta nữa. Rồi những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời,
con những người công bình sẽ vào sự sống đời đời. Thi Thiên 79. Đức Chúa Trời ơi, dân ngoại đã vào trong sản nghiệp Chúa, làm ô uế đền thánh của Chúa và làm cho Jerusalem thành ra đống. Chúng nó đã phó thây các tôi tớ Chúa làm đồ ăn cho loài chim trời, cũng đã phó thịt của các thánh Chúa cho muôn thú của đất. Chúng nó đổ huyết họ ra như nước ở chung quanh Jerusalem, chẳng có ai chôn họ. Chúng tôi đã trở nên sự sỉ nhục cho kẻ lân cận mình, vật nhạo báng và đồ chê cười cho những kẻ ở chung quanh chúng tôi. Đức Giê-hô-va ơi, cho đến chừng nào? Ngài há sẽ giận đời đời sao? Sự phân bì Chúa há sẽ cháy như lửa ư? Xin hãy đổ sự giận Chúa trên các dân không biết Chúa và trên các nước không cầu khẩn danh Chúa, vì chúng nó đã ăn nuốt Gia-cốp và phá hoang chỗ ở người. Xin Chúa chớ nhớ lại mà kể cho chúng tôi các tội ác của tổ phụ chúng tôi. Nguyện sự thương xót Chúa mau mau đến đón rước chúng tôi, vì chúng tôi lấy làm khốn khổ vô hồi. Hỡi Đức Chúa Trời, về sự cứu rỗi chúng tôi, vì vinh hiển của danh Chúa, xin hãy giúp đỡ chúng tôi. Nhân danh Chúa xin hãy giải cứu chúng tôi và tha tội cho chúng tôi. Vì cớ sao các dân nói rằng Đức Chúa Trời chúng nó ở đâu? Nguyện sự báo thù huyết kẻ tôi tới Chúa mà đã bị đổ ra được biết giữa các dân trước mặt chúng tôi. Nguyện tiếng than thở kẻ phu tù thấu đến trước mặt Chúa. Tùy quyền năng lớn lao của Chúa, xin hãy bảo hộ những kẻ đã bị định phải chết. Hỡi Chúa, sự sỉ nhục mà kẻ lân cận chúng tôi đã làm cho Chúa, xin hãy báo trả sự ấy gấp bằng bảy trong lòng chúng nó. Còn chúng tôi là dân sự Chúa và là bầy chiên của đồng cỏ Chúa. Chúng tôi sẽ cảm tạ Chúa mãi mãi. Từ đời này qua đời kia, chúng tôi sẽ truyền ra sự ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.